Chào các em học sinh, như thường lệ thì hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau chúng ta tìm hiểu nội dung của một bài học mới, bài 23, Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975. Trong nội dung của bài này, phần 1 lớn miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam. Phần này theo chủ trương của Bộ là phần hướng dẫn học sinh tự đọc thêm trong sách giáo khoa. Đối với nội dung phần này thì thầy yêu cầu chúng ta phải nắm được 3 nội dung. Thứ nhất, các em cần phải nắm được tình hình miền Nam sau Hiệp định Paris năm 1973. Thứ hai, đấy là cái miền Bắc khắc phục cái hậu quả của chiến tranh, khôi phục kinh tế xã hội như thế nào sau Hiệp định Paris năm 1973. Và miền Bắc tiếp tục thực hiện cái nghĩa vụ hậu phương chi viện cho tiền tuyến miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với Lào và Campuchia. Đó chính là ba cái nội dung trong cái phần mà hướng dẫn học sinh tự đọc thêm trong sách giáo khoa, yêu cầu chúng ta đọc để nắm rõ những ý chính trong cái nội dung phần 1 lớn này. Sau đây, chúng ta chuyển sang nội dung phần 2 lớn. Miền Nam đấu tranh chống chiến dịch bình định lấn chiếm, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn. Đối với nội dung bài này thì các em phải nắm cho thầy được hai cái vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất, đấy là cái âm mưu và hành động mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Nội dung thứ hai, các em phải nắm được, đấy chính là gì? Cái chủ trương của Đảng ta trong cái tình hình mới này là như thế nào? Trước hết, về âm mưu hành động mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Vậy thì sau khi mà ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn tiếp tục thực hiện cái âm mưu là đẩy mạnh cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, biến miền Nam trở thành thuộc địa cũ mới và là căn cứ quân sự ở Đông Nam Á. Còn về hành động thì đối với Đế quốc Mỹ thì mặc dù sau khi ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 thì quân Mỹ rút hết quân về nước rồi, nhưng mà Mỹ vẫn để lại 2 vạn cố vấn quân sự, nhưng mà đội nốt quân sự dân sự, xin lỗi, Mỹ lập bộ chỉ huy quân sự và tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. Còn về phía chính quyền Sài Gòn thì tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ, mở các cuộc hành quân bình định lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Đó chính là những cái âm mưu và hành động của Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Vậy thì đứng trước cái âm mưu và hành động như vậy thì Đảng ta đã có cái chủ trương như thế nào? Trước hoàn cảnh đó thì một cái hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 tháng 7 năm 1973 đã họp và xác định cái kẻ thù của chúng ta, kẻ thù chính của chúng ta lúc bấy giờ chính là Đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai Nguyễn Văn Thiệu. Đồng thời xác định cái nhiệm vụ đó là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, và cái con đường tiến hành cách mạng đó chính là con đường bạo lực, tiếp tục thực hiện con đường bạo lực. Thứ ba là giữ vững chiến lược tiến công đấu tranh ở cả ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, và thực hiện cái nghị quyết của hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng. Thì từ cuối năm 1973 thì quân dân ta ở miền Nam không những kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ cái vùng giải phóng, mà còn chủ động mở những cái cuộc tiến công tại những cái căn cứ xuất phát, các cuộc hành quân của chúng tại căn cứ xuất phát,
các cuộc hành quân của chúng, mở rộng vùng giải phóng. Đặc biệt trên mặt trận quân sự vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, ta đã mở đợt hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Quân và dân ta đã giành được thắng lợi vang dội. Đặc biệt để thầy muốn nhấn mạnh kèm một cái thắng lợi, đó là thắng lợi đường 14 Phước Long từ ngày 12 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975. Đấy, với cái chiến thắng này thì đã loại khỏi vòng chiến đấu 3.000 địch. Đấy, giải phóng đường 14, thị xã và toàn tỉnh Bình Phước với 50.000 dân. Chiến thắng Phước Long đã tạo ra một địa bàn chiến lược quan trọng, uy hiếp trực tiếp hệ thống phòng thủ của địch trên hướng Bắc Sài Gòn, làm thay đổi đáng kể tương quan về thế trận trên chiến trường Đông Nam Bộ, có lợi cho ta. Và người ta nói rằng là gì? Cái trận, cái chiến thắng Phước Long, đường 14 Phước Long này được xem là một trận trinh sát chiến lược. Ta đã đánh thắng trận này trong một tình thế mới, tình thế quân Ngụy thu đao mà quân Mỹ không dám quay trở lại. Quân Mỹ phản ứng một cách yếu ớt và chủ yếu dùng áp lực đe dọa từ xa. Với chiến thắng Phước Long đã góp phần giúp ta đánh giá đúng tình hình, khả năng của Mỹ Ngụy, và nó tạo điều kiện để mà đảng ta chủ trương giải phóng miền Nam trong năm 1975. Chúng ta chuyển sang nội dung mục 3 lớn: giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Một nhỏ, chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam. Vậy thì trong cái hoàn cảnh mà chiến thắng Phước Long đã tạo những cái điều kiện thuận lợi để mà nhân dân ta tiến hành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã vạch ra cái kế hoạch giải phóng miền Nam, đó là gì? Vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, trong cái tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng, thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm, 1975 và 1976, tức là Bộ Chính trị đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm, đấy là 1975 và 1976. Nhưng Bộ Chính trị lại nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ, và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cái cơ sở kinh tế, văn hóa và giảm bớt cái sự tàn phá của chiến tranh. Đây có thể nói rằng là cái chủ trương, cái kế hoạch kịp thời, rất là kịp thời, và nó đáp ứng đúng cái thực tế của tình hình nước ta trong bối cảnh năm 1975. Chúng ta đi vào nội dung phần 2 nhỏ: cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975. Vậy thì cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 này được đánh dấu bằng 3 chiến dịch lớn. Thứ nhất, đấy là chiến dịch Tây Nguyên, có thời gian từ mùng 4 tháng 3 đến 24 tháng 3 năm 1975. Chiến dịch thứ hai, đấy là chiến dịch Huế, Đà Nẵng, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 1975. Và chiến dịch thứ ba đó là chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, xin lỗi, năm 1975.
Ta đi nội dung chiến dịch đầu tiên, đó là chiến dịch Tây Nguyên. Đấy, chiến dịch Tây Nguyên. Thì trong chiến dịch Tây Nguyên này, để các em phải nắm rõ cái mốc thời gian tiêu biểu, những cái sự kiện tiêu biểu của chiến dịch Tây Nguyên, và nắm chắc cho thầy cái phần ý nghĩa, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên, đặc biệt là phần ý nghĩa. Trong lớp đồ này, các em phải chú ý cho thầy cái mũi tên màu đỏ và mũi tên màu đỏ pha trắng này. Đấy là chỉ ta tấn công, đại cái hướng tấn công của ta. Còn mũi tên màu đen là chỉ địch phản công. Mũi tên màu đen mà nét đất này thì là địch rút chạy. Các em biết là Tây Nguyên đó, là địa bàn, là một cái địa bàn chiến lược rất là quan trọng mà cả ta và địch đều cố nắm giữ. Nhưng do nhận định sai về hướng tiến công của quân ta nên địch chốt giữ ở đây một cái lực lượng rất là mỏng. Đấy, rất là mỏng. Ngoài cái chốt giữ một lực lượng ở đây mỏng, cái cách bố phòng của địch ở đây cũng rất là sơ hở. Đấy, và căn cứ vào đó mà Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đã quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975. Đấy. Và tập trung lực lượng thực hiện cái kế hoạch đó thì ta tập trung chủ lực mạnh với vũ khí và kỹ thuật hiện đại. Đấy, vũ khí kỹ thuật hiện đại. Mở đấy, chiến dịch với quy mô lớn ở Tây Nguyên. Đấy. Và trước khi mà đánh Buôn Ma Thuột á, thì quân ta đã đánh cái đòn nghi binh tại Kon Tum và Pleiku. Đấy, đánh đòn nghi binh tại Kon Tum và Pleiku. Nhằm với mục đích là nhằm thu hút quân địch vào cái hướng đó. Đấy. Và đến ngày mùng 10, đấy, mùng 10 tháng 3, đấy thì quân ta đã chọn Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột làm cái trận đánh mở màn, cái trận đánh then chốt, và nhanh chóng quân ta nhanh chóng giành được thắng lợi. Đấy, giành được thắng lợi. Và sau khi thắng lợi ở Buôn Ma Thuột thì ngày 12 tháng 3 năm 1975 thì địch phản công nhằm chống lại Buôn Ma Thuột, nhằm chặn chiếm lại Buôn Ma Thuột. Đấy, nhưng mà cái đợt phản công này của địch là bất thành, tức là bị thất bại. Sau khi mà thất bại ở Buôn Ma Thuột, đấy, sau khi thất bại ở Buôn Ma Thuột thì cái hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển và quân địch mất cái tinh thần và hàng ngũ thì trở nên rối loạn. Đấy, chiến thắng Buôn Ma Thuột được coi một chiến thắng rất là quan trọng, làm cho quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn. Đấy. Ngày 14 tháng 3 năm 1975 thì Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân ra khỏi Tây Nguyên về giữ cái vùng duyên hải miền Trung, như là vùng Quy Nhơn này, Tuy Hòa này, Nha Trang này, hay là Phan Rang, một cái dãy duyên hải miền Trung. Đấy. Trên cái đường rút chạy của chúng, thì chúng đã bị quân ta truy kích và tiêu diệt. Đến ngày 24 tháng 3 năm 1975 thì Tây Nguyên rộng lớn với 70 vạn dân hoàn toàn được giải phóng. Đấy. Kết quả là ta đã giải phóng một vùng rộng lớn với 60 vạn dân, và đặc biệt với chiến thắng Tây Nguyên để lại một ý nghĩa rất vô cùng là lớn. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Nguyễn cứu nước sang một giai đoạn mới, từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam, lại trên toàn chiến trường miền Nam. Em nắm rõ cho thầy cái phần ý nghĩa. Nếu người ta hỏi là chiến thắng nào mà chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam, thì các em phải nghĩ ngay đến đó là chiến thắng Tây Nguyên hay là chiến dịch Tây Nguyên nhé. Ta chuyển sang chiến dịch thứ hai, đây là chiến dịch Huế Đà Nẵng.
À, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3, đấy, mũi tên màu đỏ chỉ là quân ta tấn công địch, còn mũi tên màu xanh mà nhất đất là quân ta tấn công địch bằng đường biển nhé. Đây lược đồ chiến dịch Huế Đà Nẵng. Các em biết là nhận thấy cái thời cơ chiến lược đến nhanh và hết sức thuận lợi. Ngay sau khi chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn, đấy, thì Bộ Chính trị quyết định kịp thời kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, nhưng mà trước tiên thì là tiến hành chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng. Đấy. Sau khi mà giải phóng Quảng Trị thì quân địch là co cụm ở Huế. Đấy, sau khi giải phóng Quảng Trị thì quân địch co cụm ở Huế. Khi mà phát đi hiện hiện địch co cụm ở Huế thì ngày 21 tháng 3 quân ta đánh thẳng vào căn cứ của địch. Đấy, đánh thẳng vào căn cứ của địch. Chặn các đường rút chạy của chúng, hình thành thế bao vây trong thành phố. Và đúng 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 thì quân ta tiến vào cố đô Huế, và đến ngày hôm sau, tức là sau một ngày, ngày 26 tháng 3 thì chúng ta giải phóng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. Đấy. Ngày 26 tháng 3 thì quân ta đã giải phóng được thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. Đấy. Đà Nẵng, đấy, sau khi giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên thì Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mỹ và quân đội Sài Gòn cũng rơi vào cái thế cô lập. Đấy. Hơn 10 vạn địch bị dồn về đây, trở nên hỗn loạn, đấy, mất hết khả năng chiến đấu. Sáng 29 tháng 3, quân ta từ ba phía, đấy, quân ta từ ba phía Bắc, Tây, Nam tiến thẳng vào thành phố, và đến 3 giờ chiều thì giải phóng toàn bộ thành phố Đà Nẵng. Đấy, cái nắm với thầy 3 giờ chiều, 15 giờ chiều đấy thì giải phóng toàn thành phố Đà Nẵng. Đấy, 3 giờ, 15 giờ chiều thì giải phóng toàn thành phố Đà Nẵng. Cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhân dân các tỉnh còn lại ở ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số cái tỉnh ở Nam Bộ, đấy, có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang ở địa phương và quân chủ lực cũng đã nổi dậy đánh địch và giành cái quyền làm chủ. Đấy. Các cái đảo miền Trung, các cái đảo biển miền Trung cũng lần lượt được giải phóng. Như vậy thì đến thời điểm này thì hầu hết các cái tỉnh còn lại ở miền Trung, Nam Tây Nguyên và một tỉnh số tỉnh ở Nam Bộ cũng được giải phóng. Kể ra ở đây đó là Tam Kỳ rồi là Quảng Ngãi. Đây là hình ảnh mà quân ta tiến vào giải phóng cố đô Huế. Còn đây là sư đoàn 2 tiến vào giải phóng Đà Nẵng. Ta bước vào cái chiến dịch thứ ba, đấy là chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các em biết là sau cái thắng lợi ở Tây Nguyên và thắng lợi ở Huế Đà Nẵng đã tạo những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta giải phóng miền Nam. Đấy. Trên cơ sở đó thì Bộ Chính trị Trung Đảng đã nhận định là gì? Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện để hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam. Từ đó đi đến quyết định phải là gì? Phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa, tức là trước tháng 5 năm 1975. Và cái chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên đó là chiến dịch Hồ Chí Minh. Đấy. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
và 4 cái quân đoàn cùng với các sư đoàn được giao nhiệm vụ chia thành 5 cánh quân để tiến vào trung tâm Sài Gòn. Đó là quân đoàn 3 do tướng Vũ Lăng chỉ huy, hay là quân đoàn 4 do tướng Hoàng Cầm chỉ huy, quân đoàn 1 do Nguyễn Hữu An chỉ huy và quân đoàn 2 do Lê Trọng Tấn chỉ huy. Đoàn 232 cùng sư đoàn 5 và sư đoàn 9 do Lê Đức Anh chỉ huy cùng chia là 5 hướng tiến vào Sài Gòn, trung tâm của Sài Gòn. Đấy. Các em biết là trước khi bắt đầu chiến dịch Sài Gòn ấy, thì quân ta tiến công Phan Giang, Phan Thiết và tiến công Xuân Lộc. Đấy. Những cái căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để mà bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Đấy. Và ngày 16 tháng 4 thì quân ta đã chọc thủng phòng tuyến ở Xuân Lộc. Đấy. Và ngày 17 tháng 4 ngày 16 tháng 4 thì chúng ta chọc thủng phòng tuyến ở Phan Rang. Đấy. Còn ngày 21 tháng 4 thì chúng ta chọc phòng tuyến thủng cái phòng tuyến ở Xuân Lộc. Ngày 17 tháng 4 thì chúng ta giải phóng Phnom Penh của Campuchia. Đấy, Phnom Penh của Campuchia. Và đến ngày 21 tháng 4 á, thì Nguyễn Văn Thiệu, đấy, Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Mỹ Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh di tản hết người Mỹ ra khỏi Sài Gòn và tuyên bố từ cái chức Tổng thống Chính phủ Sài Gòn. Đấy, 21 tháng 4 thì tuyên bố từ chức Tổng thống. À, 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập. Đấy, tiến vào Dinh Độc Lập và bắt toàn bộ nội các Sài Gòn. Và Tổng thống bây giờ là Dương Văn Minh vừa lên cái chức, vừa giữ chức Tổng thống đã phải thế nào. Dương Văn Minh vừa lên chức giữ chức Tổng thống thì ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Và đến ngày 11 giờ 30 phút cùng ngày thì lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi mà chúng ta giải phóng Sài Gòn thì lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh còn lại ở miền Nam thừa thắng nhất tề tiến lên, tiến công và nổi dậy. Theo cái phương thức xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh, và đến ngày 2 tháng 5 thì Châu Đốc là cái tỉnh cuối cùng. Đấy, Châu Đốc là cái tỉnh cuối cùng của nước ta được giải phóng. Tính đến 2 tháng 5 thì Châu Đốc là cái tỉnh cuối cùng của nước ta được giải phóng. Đây hình ảnh 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đây hình ảnh Tổng thống Dương Văn Minh. Đây hình ảnh mà chiến sĩ Bùi Quang Thận của chúng ta treo cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Chúng ta chuyển ra nội dung 4 lớn: nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975. Trước hết chúng ta đi vào phần nguyên nhân thắng lợi. Nguyên nhân thắng lợi thì yêu cầu chúng ta phải nắm rõ được những ý chính. Trong nguyên nhân thì gồm có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Trong nguyên nhân chủ quan thì các em nắm cho thầy trước hết đấy là cái nguyên nhân, đấy là sự lãnh đạo của Đảng, đúng đắn của Đảng, mà đứng đầu chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy. Với cái đường lối độc lập sáng tạo, đấy, đường lối kết hợp đồng thời, đấy là con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và làm cái cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Đấy. Thứ hai, chúng ta phải khẳng định cái nguyên nhân cũng rất quan trọng, đấy là cái truyền thống yêu nước
cái tinh thần đoàn kết của toàn quân toàn dân. Đấy. Thứ ba, cái là cái vai trò chi viện về sức người sức của nhân dân miền Bắc. Còn về nguyên nhân khách quan thì chúng ta phải kể đến đấy là cái sự phối hợp của nhân dân ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào và Campuchia. Bên cạnh đó là cái sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhé. Em nắm cho thầy về nguyên nhân thắng lợi thì gồm nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Về ý nghĩa lịch sử, thầy cũng phân ra gồm ý nghĩa đối với trong nước và ý nghĩa đối với quốc tế, đối với thế giới. Đối với trong nước thì cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, thắng lợi đã kết thúc 21 năm chống Mỹ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Đấy. Chấm dứt cái sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành cái cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đấy. Đối với thế giới thì nó đã tác động mạnh đến tình hình thế giới và Mỹ, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đúng như cái nhận định, đúng như cái tổng kết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư, đấy là gì? Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta, một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế giới của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Đấy là cái tổng kết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư đã nhận định. Đấy. Đây là cái niềm hân hoan của nhân dân Sài Gòn mừng chiến thắng. Đấy. Sau cái giây phút trọng đại của lịch sử. Rồi chúng ta đã nắm rõ những ý chính trong cái phần nội dung của bài 23. Sau đây là cái phần bài tập trắc nghiệm. Thì thầy sẽ giao chúng ta 20 câu và thầy sẽ có cái quy định, cái yêu cầu riêng. Các em làm và nộp vào cho thầy qua cái nhóm của lớp. Thầy đã yêu cầu và có trao đổi với các em trong tiết học trước rồi nhé. Và đó chính là nội dung của 20 câu trắc nghiệm. Thì các em đọc kỹ nội dung sách giáo khoa kết hợp với thầy cung cấp cái bài giảng cho chúng ta. Thì các em đọc kỹ đề để chúng ta làm tốt cái yêu cầu của từng câu hỏi, chọn một đáp án đúng nhất trong từng câu hỏi nhé. Thì bài học của thầy đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt và có nhiều cái kết quả cao trong những cái kỳ thi sắp tới. Thân ái chào tạm biệt.